Lost Truck in the City, Tình yêu chốn đô thị là tựa phim lãng mạn đánh dấu màn hợp tác của cặp đôi visual Ji Chang Quốc, Kim Ji Won. Vì không chỉ tập trung vào một cặp đôi, cũng không phải phim chiếu trên sóng truyền hình nên Lost Truck in the City không quá được chú ý. Tuy nhiên, đó là trước khi màn lan giường của cặp đôi Quốc Quân lên sóng. Thuộc clip trích đoạn những cảnh nóng trong Lost Truck in the City, phân cảnh của Ji Chang Quốc, Kim Ji Won tuy dài chưa tới 2 phút, nhưng vẫn khiến cho bao khán giả thật sự bấn loạn bởi màn tương tác cực đỉnh của hai anh chị đẹp. Phản ứng hóa học bùng nổ khiến khán giả thực sự tin rằng hai người là một đôi. Thời điểm hiện tại, những hình ảnh này đang gây sốt khắp mạng xã hội với tốc độ chia sẻ chóng mặt. Đa phần bình luận đều đến từ hậu cung của Ji Chang Quốc với những trách móc, ghen tuông. Bên cạnh đó cũng có những khán giả mất liêm sỉ, đòi được hôn ké. Lost Truck in the City là những tập phim ngắn kể về cuộc sống hẹn hò thực tế của những người trẻ đang chiến đấu để tồn tại trong thành phố náo nhiệt. Phim có sự góp mặt của Ji Chang Quốc, Kim Ji Won, Kim Min Seok, So Yoo Jeon, Ryu Kyung Soo và Han Ji Yoon. Trong teaser mới nhất, các nhân vật đã cùng nhau chia sẻ quan điểm của mình về tình yêu dành cho đối phương. Trong khi Ji Chang Quốc nói rằng, tôi tin tình cảm này là tình yêu, thì Kim Ji Won khẳng định rằng, tôi nghĩ bản thân cả đời này sẽ chẳng thế nào quên được anh ấy. Những cặp đôi khác cũng tình cảm không kém, khi Kim Min Seok kiên quyết, chúng tôi đã và vẫn đang yêu nhau rất nhiều. Còn So Yoo Jeon ngập ngừng hơn khi đối diện trước tình cảm của đối phương. Han Ji Yoon thì nghi ngờ tất cả đàn ông đều giống nhau. Dù chỉ là một dự án ngắn hạn cho dịp cuối năm, nhưng Lost Truck in the City vẫn nhận được sự yêu mến rất lớn từ khán giả nhờ hội tụ những ngôi sao trẻ đang vô cùng nổi tiếng không chỉ ở Hàn Quốc mà ở khắp toàn châu Á. Đặc biệt, sự nên đôi của cặp đôi Ji Chang Quốc và Kim Ji Won thật sự là một thỏi nam châm lớn thu hút sự quan tâm của người người nhà nhà. City Couple's Way of Love được cầm trịch bởi đạo diễn truyền hình ăn khách Điên thì có sao và chấp bút với đồng biên kịch Jeon Hyun Jeon và Jeon Da Jeon. Trong phim, Ji Chang Quốc sẽ vào chàng kiến trúc sư Park Jae Won tính tình trung thực. Anh ấy là một người theo chủ nghĩa lãng mạn, một kẻ cắp trái tim thực sự, thích đi dạo trên đường phố và có nhiều sở thích hay ho. Trong khi đó, Kim Ji Won sẽ đóng vai Lee Yeon Oh, một nhân viên tiếp thị tự do, người quyết định sống với một danh tính giả. Nam diễn viên Ji Chang Quốc chia sẻ, bộ phim nói về tình yêu và con người. Nó là những câu chuyện đầy thực tế về các buổi hẹn hò của một cặp đôi có nhiều bất đồng về quan điểm tình yêu. Tôi rất thích bộ phim vì điều này và mong rằng nó sẽ được khán giả đón nhận nhiệt tình. Trong khi đó, Kim Ji Won vào vai Lee Yeon Oh, một nhân viên marketing. Cô nàng tự cảm thấy rằng nhân vật của bản thân vô cùng thú vị. Cô chia sẻ, tôi nghĩ có rất nhiều người cũng gặp phải trường hợp tương tự với nhân vật Lee Yeon Oh. Với riêng tôi đã có nhiều trải nghiệm rất đẹp với ekip sản xuất. Đặc biệt, Kim Ji Won cũng bày tỏ sự thích thú với phương thức quay phim dạng lồng tiếng đặc trưng của Lost Truck in the City. Chàng lính Triều Tiên Kim Min Seok cũng tham gia bộ phim với vai diễn Choi Kyung Jun, là một người đàn ông có vẻ hoài nghi với thế giới nhưng lại rất lãng mạn trong chuyện yêu đương. Nam diễn viên chia sẻ, Lost Truck in the City là bộ phim vô cùng thú vị về câu chuyện của 6 người đàn ông, phụ nữ khác nhau. Từ tập đầu tiên đến tập cuối cùng, mỗi nhân vật được phỏng vấn về những quan điểm riêng và điều này tạo nên sự đặc biệt cho bộ phim. Khán giả lúc ấy cũng sẽ thấy tôi trong hình ảnh của một người đàn ông si tình theo đuổi một người phụ nữ trong thời gian dài. Trong khi đó, So Yoo Jeon đóng vai bạn gái Choi Kyun Jun, Seo Rin Ji. Cô chia sẻ, tôi nghĩ các cặp đôi sẽ liên tưởng đến chính hình ảnh của mình khi xem phim. Seo Rin Ji là một cô gái trong độ tuổi đôi mươi biết mình có ước mơ gì. Đây là một vai diễn rất thú vị đối với riêng tôi. Trong phần phỏng vấn của mình, Han Ji Yoon cùng Ryu Kyung Soo cũng có những chia sẻ về nhân vật của mình trong phim. Trong khi Han Ji Yoon sẽ hóa thân thành một cô gái có tính cách đầy kiêu hãnh, mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng, thì Ryu Kyung Soo lại hiền lành, dịu dàng, ân cần.